À, cô chú xin chào tất cả các em. Xin chào các em đã quay trở lại học online. Thì như vậy, ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu nguyên nhân, kết quả những cuộc phát triển lớn về địa lý. Thì các cuộc phát triển địa lý đó đã làm thay đổi xã hội châu Âu, hình thành nên hai giai cấp, đó là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Và cho nên quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã được hình thành. Đấy. Thì giai cấp tư sản á, ngày càng thì lớn mạnh nhưng họ đã không có địa vị xã hội thích hợp. Thì do đó, giai cấp tư sản đã chống lại giai cấp trên nhiều lĩnh vực. Cuộc đấu tranh diễn ra như thế nào thì cô và trò chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. Tiết 3, bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kỳ trung đại ở châu Âu. Các em ghi bài nha. Về kiến thức bài học, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua hai phần. Phần 1 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về phong trào văn hóa phục hưng thế kỷ 14 đến thế kỷ 17. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về phong trào cải cách tôn giáo. Mục nhỏ phong trào văn hóa phục hưng thế kỷ 14 đến thế kỷ 17. Vậy thì các em hãy cho cô biết khái niệm văn hóa phục hưng là gì? Khái niệm văn hóa phục hưng là gì? Thì ở đây cô cũng đã cho các em tìm hiểu trước rồi đúng không? Các em cũng đã đọc qua phần bài mục nhỏ. Thì cô xin nói luôn là cái phong trào mà khôi phục lại các cái giá trị của nền văn hóa Hy Lạp và Roma cổ đại và đồng thời đã sáng tạo nền văn hóa mới của giai cấp tư sản. Đấy. Đó là cái khái niệm về văn hóa phục hưng. Vậy thì vì sao mà lại có cái phong trào văn hóa phục hưng diễn ra như vậy? Vì sao? Thì chắc chắn ở các em sẽ có mỗi người mỗi em sẽ có một cái ý kiến riêng. Thì bây giờ cô cũng xin nói luôn, thì giai cấp tư sản á mới ra đời và có cái thế lực về kinh tế nhưng mà chưa có địa vị xã hội tương ứng. Rồi những cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật á đã giúp con người thoát khỏi cái tình trạng lạc hậu, rồi nhận thức được cái bản chất của thế giới. Về giáo lý Kitô thì mang nặng những cái quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến rồi bị kìm hãm với sự phát triển của giai cấp tư sản. Đấy. Thì giai cấp tư sản á một mặt là muốn khôi phục lại văn hóa cổ đại Hy Lạp và Roma, nhưng mặt khác á thì lại muốn góp phần xây dựng nên một cái nền văn hóa mới và đề cao giá trị của con người, đòi cái quyền được tự do của cá nhân mỗi người, coi trọng về khoa học kỹ thuật. Thì trong suốt một cái ngàn năm đêm trường Trung Cổ, cái chế độ phong kiến đã kìm hãm sự phát triển của xã hội. Đấy. Thì toàn xã hội chỉ có trường học để đào tạo giáo sĩ. Những cái di sản của nền văn hóa cổ đại á cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, trừ là nhà thờ và tu viện. Thì do đó, giai cấp tư sản đấu tranh chống lại cái sự ràng buộc của tư tưởng phong kiến. Đấy. Vậy thì vì sao mà giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống quý tộc phong kiến? Thì cô cũng xin nói luôn, thì ở đấy á, giai cấp tư sản á, thì mới được hình thành có thế lực về kinh tế nhưng mà lại không có quyền lợi về chính trị. Đấy. Cho nên á là giai cấp tư sản đã đại diện cho nền sản xuất tiến bộ hơn. Đấy, vì nền sản xuất tư bản chủ nghĩa đó, thì chế độ phong kiến giáo hội á, là lại bảo thủ đi. Đấy. Lạc hậu này kìm hãm cái sự phát triển của xã hội. Vì vậy cho nên á, giai cấp tư sản đã đứng lên chống lại cái giai cấp quý tộc phong kiến và để giành lại cái địa vị chính trị tương xứng với cái tiềm lực kinh tế của mình và cởi bỏ những cái rào cản của xã hội phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản là phát triển hơn.
Thì như vậy, giai cấp tư sản là lại có thế lực về kinh tế nhưng mà không có địa vị về xã hội, và mở đầu là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa. Bây giờ đến là phong trào văn hóa phục hưng thì diễn ra đấy. Đấy. Chúng ta ghi bài A nhỏ, nguyên nhân chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội. Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị xã hội, cho nên dẫn đến là phong trào văn hóa phục hưng diễn ra đó. Các em ghi bài nha. Thì theo các em, mà tại sao giai cấp tư sản lại chọn đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa? Tại sao không chọn về các lĩnh vực khác mà lại chọn trên lĩnh vực văn hóa để mở đường cho đấu tranh chống phong kiến? Thì ở đây cô cũng xin trả lời câu hỏi này cho các em biết. Nhất là giai cấp tư sản là chọn cái văn hóa làm cuộc cuộc mở đường cho cái đấu tranh chống phong kiến, vì những cái giá trị văn hóa cổ đại á, đã góp phần tác động và tập hợp cái lực lượng đông đảo quần chúng để chống lại phong kiến. Đấy. Chúng ta ghi B nhỏ, nội dung phê phán xã hội phong kiến và giáo hội, đề cao tinh thần dân tộc, đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng nhận thức thế giới quan liêu, quan điểm duy vật, tính chất là mang tính tư sản. Các em ghi bài. Vậy thì các em hãy nêu một số thành tựu của phong trào văn hóa phục hưng về văn học, về nghệ thuật, khoa học và triết học. Thì cô cũng đã cho các em tìm hiểu trước rồi đúng không? Thì bây giờ cô cũng xin nói luôn. Đó là cô chỉ nói về văn học. Ở thứ nhất là tác phẩm Cuộc đời đáng chán của người khổng lồ, hoặc là cái tác phẩm là Don Quixote của Cervantes. Đấy. Còn về những cái phong trào thành tựu, những cái phong trào còn lại á, là cô sẽ nói về phần bài tập. Đấy. Đây là hình xấu trong sách giáo khoa Madonna bên cửa sổ, tranh của Leonardo da Vinci. Vậy thì các em quan sát đó, quan sát vào trong bức tranh, các em có nhận xét gì về tài năng nghệ thuật của ông? Thì chắc chắn ở đây các em cũng sẽ có những cái ý kiến riêng rồi cũng không? Thì cô cũng xin nói luôn, bức tranh đó, nó đã đạt đến được cái sự hài hòa giữa mảng màu sáng và màu tối này, cùng cái đồ đậm và nhạt, tôn lên được cái sự nhẹ nhàng và huyền ảo, sinh động đã lột tả ra được những cái sâu lắng trong cái nội tâm của nhân vật. Và là người, ông là người cũng là chú ý đến cái sự cân đối hình khối của bức tranh. Thì ông đã gọi đấy là linh hồn hội họa. Đó. Vậy thì qua cái tác phẩm của mình, các tác giả thời phục hưng muốn nói đến điều gì? Thì ở đây cô cũng xin nói cho luôn, đó là có ba cái vấn đề. Nhất, những tác giả đó đã muốn lên án cái nghiêm khắc giáo hội Kitô và đã phá trật tự xã hội phong kiến. Hai là đề cao được cái giá trị chân chính của con người, và con người là phải được tự do và phát triển. Đề cao được cái khoa học tự nhiên và xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ hơn. Đấy. Đó là cái tính chất của phong trào văn hóa phục hưng. Thì vì vậy, các em hãy cho cô biết về phong trào văn hóa phục hưng nó đã mang lại cái ý nghĩa như thế nào. Thì cô cũng xin nhắc luôn, đó là thứ nhất là cái ý nghĩa nó đã mang lại được rất là to lớn, ý nghĩa to lớn, mở đường được cho cái sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại. Đấy.
Cảm ghi xe nhỏ. Ý nghĩa, mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại. Thì vì vậy là cái ý nghĩa của phong trào văn hóa phục phân như vậy là đó là mang được cái tính chất là cái kinh thành của đạo Kitô tố, là cái cơ sở của tư tưởng phong kiến, là cái thế lực kinh tế và xã hội, là cái tinh thần mà ngăn cản được cái bước tiến của giai cấp tư sản. Thì giai cấp tư sản đã khởi kiến phong trào thay đổi và cải cách cái tổ chức giáo hội đó, và dẫn đến là phong trào cải cách ra tôn đời. giáo. Hai nhỏ, phong trào cải cách tôn giáo. Thì vì sao các em thấy ở châu Âu là diễn ra cuộc cải cách tôn giáo? Em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô biết. Thì ở đây cô cũng xin nói luôn. Thì trong suốt hơn một cái nghìn năm, giai cấp phong kiến đã lấy cái kinh thánh Kitô, kinh thánh của cái đạo Kitô làm cái cơ sở tư tưởng chính thống của mình, và dựa vào giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần. Thì vì vậy giai cấp tư sản á, đang lên thì coi giáo hội là một cái thế lực cản trở bước tiến của họ, nên họ đã đòi thay đổi và cải cách tôn giáo đó. Đấy. Thì phong trào cải cách tôn giáo đã xuất hiện. Đấy. Đấy cũng chính là cái nguyên nhân. A nhỏ các em ghi. Nguyên nhân dịp tăng cường bóc lột nhân dân. Giáo hội là lực lượng cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản đang lên. Các em ghi bài. Đây là hình ảnh của Luther. Ông sinh năm 1483 và mất năm 1546. Thì cả hãy giới thiệu với bài này. Ông về ông thì trong sách có giới thiệu qua. Cả em đọc mà em cũng sẽ rõ đúng không? Ông là một cái tu sĩ, ông là một nhà tu sĩ ở Đức. Ông đã kịch liệt lên án những cái hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoa, chỉ trích mạnh mẽ những cái giáo lý giả dối của giáo hội, đòi bãi bỏ những cái thủ tục lễ nghi này phiền toái, rồi quay về về giáo với cái giáo lý Kitô nguyên thủy. Đấy. Thì như vậy là cái nội dung cải cách của Luther là gì? Thì khi hồi cô cũng đã giới thiệu quá rồi đúng không? Đấy. Ông đã phủ nhận cái vai trò lãnh đạo của giáo hội, đòi bãi bỏ những cái lễ nghi phiền toái và đòi quay về với cái giáo lý Kitô nguyên thủy. Đấy. Cho em ghi bên nhỏ nội dung cải cách tôn giáo của Luther. Cải cách tôn giáo của Luther rất phủ nhận vai trò thống trị của giáo hội, đòi bãi bỏ lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lý Kitô nguyên thủy. Cải cách của Luther đã nhanh chóng lan sang ra Thụy Sĩ, Pháp và Anh. Các em ghi bài nghe. Đây là Cầm Vân. Ông sinh năm 1509 và mất năm 1564. Thì nội dung tư tưởng của cải cách Cầm Vân cô cũng sẽ giới thiệu qua cho các em thấy. Ông đã sáng lập ra một cái giáo phái cải cách là đạo Tin Lành và được đông đảo nhân dân tin theo, thúc đẩy châm ngòi cả cuộc khởi nghĩa nông dân, ảnh hưởng mạnh mẽ tới các nước châu Âu và hình thành một giáo phái mới, đó là đạo Tin Lành. Đấy. Vậy thì phong trào cải cách tôn giáo đã tác động như thế nào đến xã hội châu Âu lúc bấy giờ? Thì ở đây cô cũng xin nói cho các em thấy.
thì đã thúc đẩy được chấm ngòi cả cuộc khởi nghĩa nông dân và ảnh hưởng mạnh mẽ tới một tới các nước châu Âu và hình thành nên một giáo phái mới này chưa, đó là đạo Tin Lành đấy. Chúng AGC nhỏ tác động đến xã hội, thúc đẩy chấm ngòi cả cuộc khởi nghĩa nông dân, ảnh hưởng mạnh mẽ tới các nước châu Âu và hình thành một giáo phái mới, đó là đạo Tin Lành. Em nhận ghi ba đầy đủ cho cô. Bây giờ thì cô sẽ nhắc lại cái kiến thức trong tấm bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thứ nhất thì các em cũng đã tìm hiểu được cái nguyên nhân xuất hiện và nội dung cái tư tưởng của phong trào văn hóa Phục Hưng, mà nó đã mang lại ý nghĩa rất là to lớn. Thứ hai, chúng ta đã tìm hiểu được cái phong trào cải cách tôn giáo, nguyên nhân dẫn đến cái phong trào đó và tác động trực tiếp của phong trào này đến xã hội châu Âu lúc bấy giờ và cái nội dung tư tưởng của Luther. Bây giờ cô sẽ làm bài tập. Đây là cái biểu bảng cô đã giải thích ra cho các em biết cái câu hỏi là nêu thành tựu của phong trào văn hóa Phục Hưng trên các lĩnh vực. Chưa? Thì cái lúc đầu cô có trả lời qua về văn học đó. Thì bây giờ cô sẽ nói cho rõ ràng và cô sẽ lập ra một cái bảng cho các em thấy. Về văn học thì có về thơ, có Dante là cái người mở đầu phong trào văn học Phục Hưng ở Ý. Petrarca thì là một cái nhà thơ trữ tình Ý. Về tiểu thuyết thì có Boccaccio là một cái nhà văn nổi tiếng ở Ý với tác phẩm là nổi tiếng nhất đó là Truyện 10 ngày. Rabelais là nhà văn Pháp và cũng hiểu biết rộng về khoa học tự nhiên này, về triết học, luật pháp và văn học. Về hội họa thì có nhà danh họa khổng lồ thời Phục Hưng là Leonardo da Vinci. Về khoa học tự nhiên, triết học thì có Rabelais là một cái nhà văn Pháp mà cũng hiểu biết rộng về tất cả các mặt đúng chưa? Là khoa học tự nhiên, văn học, triết học và luật pháp. Đó là cái cô đã lập ra cho các em thấy đó. Cô có hai câu hỏi nhỏ, nhất kể tên một số nhà thơ Thiên Chúa giáo ở Việt Nam hay là ở địa phương em mà em biết. Thì trong lớp học của chúng ta sẽ có một vài bạn là theo đạo Thiên Chúa rồi đúng không? Thì cô cũng xin nói luôn, đó là cả nhà thơ gì? Nhà thơ Trần Thọ Phú Cám, nhà thơ Dòng Chúa Thế, nhà thơ Francisco, nhà thơ Phú Hầu này, rồi nhà thơ Giáo Hội này và có một cái đạo Tin Lành, nhà thơ Tin Lành ở ngay chỗ đường Nguyễn Du đó, em cũng biết. Còn câu thứ hai thì nếu mà sống ở thế kỷ 14 đến thế kỷ 17 em có hưởng ứng được cái phong trào văn hóa Phục Hưng không? Và vì sao? Thì ở đây có một cái ý cô cũng trả lời cho các em thấy. Thì nếu mà sống ở thế kỷ 14 đến thế kỷ 17 em có hưởng ứng phong trào văn hóa Phục Hưng. Bởi vì thì phong trào văn hóa Phục Hưng đã phê phản được xã hội phong kiến và có ý nghĩa khôi phục những cái tinh hoa văn hóa cổ đại Hy Lạp và Roma, thì đồng thời là đã phát triển nó ở tầm cao nhất. Đấy. Bây giờ cô sẽ dần dần thứ nhất cô cả em nhớ học bài cũ, tìm đọc cuốn sách và các trang web, nhất là những nền văn minh thế giới, nhà xuất bản văn hóa thông tin Hà Nội 2013 và có một cái đường link đó cả em gọi ra và tìm hiểu. Gái cô các em tìm hiểu về sưu tầm những cái nội dung một số tác phẩm tiêu biểu của phong trào văn hóa Phục Hưng và các em đã hãy đọc và tìm hiểu trước bài 4 Trung Quốc thời phong kiến, nhất có sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc như thế nào, xã hội thời Trung Quốc thời Tần và Hán như thế nào và sự thịnh vượng của nhà Đường. Thì bài 4 này các em sẽ học trong 2 tiết, các em học tiết 1 là học ngang như vậy rồi. Cô xin cảm ơn các em đã lắng nghe.